Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Bùi Trọng Giao, chủ tịch của CML Training Group. Và hôm nay tôi rất là vui khi được cùng các anh chị chia sẻ về một cái đề tài có tên gọi là học gì từ COVID. Và cái chương trình này chúng tôi thực hiện nhờ sự hỗ trợ của công cụ bản đồ tư duy, một trong những công cụ giúp cho các nhà quản trị, các nhà huấn luyện cũng như những người làm công tác học tập và nghiên cứu rất là hiệu quả. Đây là một trong những cái công cụ rất tốt. Michael Jordan là một cái danh thủ bóng rổ rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ. Người ta nói rằng đó là một huyền thoại và một cái tay chơi bóng rổ tức là vĩ đại của mọi thời đại của Hoa Kỳ. Michael Jordan đã có một câu nói nổi tiếng rằng: "Tôi đã thất bại rất nhiều lần, chính vì vậy mà tôi thành công." Và như vậy thì từ câu nói này chúng ta có thể thấy được rằng là để có một cái thành công thì chúng ta cần phải trải qua những cái thất bại, chúng ta phải gặp những khó khăn, và đôi khi chúng ta cũng không lường trước được những khó khăn đó và chúng ta cũng gặp thất bại. Nhưng theo cách của Michael Jordan thì chúng ta cứ mỗi một lần vấp ngã, chúng ta lại tiếp tục đứng dậy và chúng ta sẽ thử lại nhiều lần, và cuối cùng thì chúng ta sẽ học được bài học từ đó và chúng ta sẽ thành công. Trong một lần tham dự một cái chương trình dành cho lãnh đạo quản lý tại Malaysia, khi mà chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ để thảo luận thì thấy có một người có một cái mái tóc undercut, anh ta chỉ để một cái chỏm đen ở trên đầu thôi, và khi anh ta đến thì tất cả chúng tôi đều né hết và chúng tôi chuyển đến một cái vị trí khác. Một lúc sau anh ta lại đến cái vị trí mà chúng tôi đang ngồi bàn thảo rất là vui như thế. Và anh ta nói là: "Tao không hiểu tại sao tao cứ đến gần chúng mày lại bỏ chạy là như thế nào." Thì cuối cùng anh ta tự giới thiệu đó chính là Billy Lim, tác giả của cuốn sách Dare to Fail. Và buổi chiều hôm đó thì anh có cái phần mà thuyết trình của anh ấy ở trong chương trình Leader Challenger. Và tác giả Billy Lim sau đó thì có ký tặng chúng tôi những cuốn sách, và khi mà tôi nhận cuốn sách ấy về thì tôi đọc rất là kỹ, và trong đó thì có một cái công thức của Billy Lim đã làm thống kê. Billy Lim viết theo cái lối là nghiên cứu khoa học, cho nên anh ta làm một cái thống kê và anh ta nói rằng là mỗi một cái con người trung bình để có được thành công thì trung bình chúng ta phải trải qua 3,8 lần thất bại, và đây chính là cái công thức của Billy Lim trong cuốn sách Dare to Fail. Như vậy thì mỗi người chúng ta cũng cần phải sẵn sàng để mà thất bại, nhưng mà chúng ta không dừng lại ở đó mà chúng ta lại sẵn sàng đứng dậy từ nơi mình vấp ngã, từ nơi mình thất bại. Chúng ta sẵn sàng học hỏi, chúng ta sẵn sàng tiến về phía trước, và chúng ta sẵn sàng nỗ lực, và cuối cùng chúng ta cũng sẵn sàng để thành công. Và cái bài học từ COVID, học gì từ COVID, thì chúng tôi muốn nhắm đến cái đề tài và chủ đề này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính của chương trình, và cái phần đó chúng tôi rất muốn cùng tất cả các anh chị chúng ta trao đổi mạn đàm với nhau. Như tôi đã nói từ ban đầu thì chương trình này tôi thực hiện trên cơ sở là công cụ nền tảng Mind Mapping. Và khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ này thì nó cho phép chúng ta soạn giáo trình rất là nhanh. Chỉ cần có một anh lãnh đạo của doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Dương có yêu cầu, sau khoảng 15 phút thì tôi đã đề xuất tên gọi của chương trình và đã soạn ra nội dung của chương trình với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy. Và bản đồ tư duy nó sẽ giúp chúng ta thuyết trình rất là sống động và trực quan, làm cho người nghe rất dễ hiểu và tiếp cận nhanh. Chương trình này thì là một cái phần ở trong cái khóa học bản đồ tư duy trọn đời, và chúng tôi đặt tên cho chương trình là học gì từ COVID. Đây là một trong 200 ứng dụng
và tôi đã sử dụng cái ứng dụng là dùng bản đồ tư duy để tìm cái tên gọi chủ đề cho một cái chương trình, cho một cái tọa đàm. Và ở trong đó thì cũng dùng chính bản đồ tư duy để mà mình tìm các ý chính và mình phát triển cái nội dung bài nói của mình. Và trong này chúng tôi cũng dùng chính bản đồ tư duy để chúng ta thực hiện cái buổi thuyết trình cho nó sinh động và trực quan. Thế thì chúng ta sẽ vào cái chủ đề là học gì từ COVID. Vậy thì anh chị thì sao? COVID đi qua, COVID vẫn còn tồn tại ở nhiều quốc gia. Nó có vẻ như hơi ngưng nghỉ một chút ở tại Việt Nam. Vậy thì qua mùa COVID thì các anh chị có những cái tổn thất gì do COVID gây ra? Mỗi người hãy tự ghi xuống smartphone của mình hoặc là trên tờ giấy trắng trong cuốn sổ của mình là vậy mình gặp những cái tổn thất gì do COVID gây ra. Và câu hỏi thứ hai là chúng ta học được bài học gì từ COVID? Thứ nhất là chúng ta gặp những tổn thất gì do COVID gây ra. Còn câu hỏi thứ hai là chúng ta học gì được từ COVID? Vấp ngã và đối mặt với những điều bất ngờ để chúng ta dẫn đến một cái kết quả không mong đợi, là thất bại hoặc là không được thành công thì cũng là một chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, chúng ta có học được bài học gì từ mỗi một lần vấp ngã như vậy không thì điều đó quan trọng hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của chương trình là học gì từ COVID. Chúng ta học được gì từ COVID? Và trong chương trình này, chúng tôi xin nêu ra 10 cái bài học khi mà COVID quét qua doanh nghiệp của chúng ta, gia đình của chúng ta, cuộc sống của chúng ta và đất nước, xã hội, cộng đồng của chúng ta. Chắc chắn rằng còn nhiều bài học nữa, nhưng ở góc nhìn của mình, ở sự tự đánh giá rằng là doanh nghiệp và các cá nhân cần, thì tôi cho rằng là 10 bài học là vô cùng quan trọng. Bài học thứ nhất mà chúng ta có thể học được đó là chủ quan thì sẽ chết. Cái điều này nó đúng với doanh nghiệp, đúng với quốc gia và nó cũng đúng với từng cá nhân của chúng ta. Người xưa đã từng nói rằng đừng coi thường một con rắn nhỏ, đừng coi thường một cái lỗ nhỏ ở trên thuyền và đừng coi thường một thầy tu nhỏ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là một thầy tu trẻ nhưng tu đúng phương pháp, có thể thầy tu đó đã đắc đạo và đã có những cái quyền năng nhất định. Một lỗ nhỏ trên thuyền thì cũng có thể làm cho đắm thuyền. Một con rắn nhỏ thì nó cũng có thể cắn chết một con người. Như vậy thì chúng ta thấy là các quốc gia châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước châu Âu, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, thì những nước này ban đầu thì rất là chủ quan, nhưng mà về sau đã gánh những cái bài học rất là nặng nề, rất là đau đớn khi mà họ không kiểm soát được tình hình và số người chết tăng lên, số ca nhiễm tăng lên. Ngày hôm nay khi chúng ta đang trình bày điều này thì số ca nhiễm ở trên toàn cầu đã tăng lên đến hơn 10 triệu người và đây là một con số kỷ lục. Ở Mỹ thì số người chết đã đạt kỷ lục là 120.000 người, tức là nhiều hơn cái số lính Mỹ chết ở trong chiến tranh của Việt Nam là 56.000 người. Như vậy đây rõ ràng là một cái thất bại rất là nặng nề của các quốc gia và các doanh nghiệp cũng ở trong cái xu hướng như vậy, và các cá nhân chủ quan cũng đều bị như thế. Khi có một du thuyền thì không nước nào dám đón cái du thuyền này. Thì du thuyền này lúc đầu là nó cập cảng Hồng Kông và cuối cùng thì người Campuchia, tức là ông Hun Sen, đã quyết định đón cái du thuyền này về, bởi vì nghĩ rằng là cái dịch cúm này, cái virus này không có xi nhê gì đối với người Campuchia. Nhưng mà ngày hôm nay thì Campuchia cũng là một trong quốc gia đã gánh chịu những cái hậu quả rất là nặng nề từ COVID. Bài học thứ hai mà chúng ta học được ở đây đó là
khả năng ra quyết định. Khả năng ra quyết định là một thứ rất là quan trọng. Đó là một kỹ năng của nhà lãnh đạo, của những người quản trị, của những nhà quản trị và những người lãnh đạo. Và chúng ta có khả năng ra quyết định nhanh tới đâu, chất lượng tới đâu và giảm thiểu được những can thiệp của cảm tính bao nhiêu, thì cái khả năng ra quyết định đó nó sẽ mang đến những cái kết quả tốt bấy nhiêu. Chúng ta thấy là có rất nhiều người khi mà thấy rằng giá dầu nó giảm xuống đến gần như là 0 đô la, dưới 1 đô la và gần tới 0 đô la một thùng dầu. Thì đã có rất nhiều người là họ quyết định là tung tiền ra để mà mua, dự trữ cái dầu này, đầu cơ cái dầu này và để bán khi mà bắt đầu, tức là giá nó tăng lên. Nhưng các chị biết là dầu mỏ là một thứ nó cần phải có những cái thiết bị để chứa đựng nó. Và những thiết bị đấy rất là đặc biệt. Nó là những cái đồ chuyên dụng để mà chứa đựng. Cho nên khi mà giá dầu bắt đầu giảm thì người ta kỳ vọng là sau khoảng tuần hoặc 2 tuần thì nó sẽ tăng, bởi vì nó đã chạm sàn, tức là gần tới không rồi. Thì nếu như trong 1-2 tuần mà người ta xử lý được thì tất cả những cái vụ mua bán đó vẫn đang trên giấy tờ và hóa đơn. Thì người ta có thể đảo chiều và người ta bán ra cái này với một cái số lãi. Chỉ cần nó lên đến 1 đô thôi, hoặc là lên đến 2-3 đô gì đó, thì người ta đã có một cái số tiền rất là khủng, hàng tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà giá dầu đã giảm xuống đến tức là âm 37 USD. Và lúc này thì các nhà quản lý, những cái nhà tài phiệt, họ đã phải nghĩ đến chuyện là phải cắt lỗ. Tức là lỗ như thế là đủ, và họ phải cắt lỗ, họ phải dừng lại cái việc mua và họ phải bán ra. Và như vậy thì có 3 cái quyết định mà trong lúc mà chúng ta gặp khủng hoảng. Quyết định thứ nhất đó là phải cắt lãi, tức là phải dừng cái lãi lại, chốt lãi lại, chốt lời lại. Và cái quyết định thứ hai đó là cắt lỗ, tức là mình phải chốt lại, lỗ đến thế là đủ rồi. Và quyết định thứ ba rất là khó đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đó là mình phải cắt được sĩ. Và lúc này nó đòi hỏi chúng ta phải có tốc độ tư duy. Tốc độ tư duy nhanh sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Và mùa Covid vừa rồi thì đã cho thấy rằng là những doanh nghiệp và những cá nhân, những tổ chức và các quốc gia, chúng ta có khả năng ra quyết định nhanh thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề. Bài học thứ ba là cái sự liên đới giữa cơ cấu mềm và cứng. Chúng ta thấy là về nhân sự cũng có nhân sự cứng và nhân sự mềm. Về tài sản có tài sản cứng và tài sản mềm. Về vốn cũng có phần vốn cứng cố định và phần vốn mềm, là cái phần vốn mà mang tính chất là lưu động. Và chúng ta thấy là tất cả những cái tổ chức mà phần cứng nhiều hơn phần mềm thì khi mà khủng hoảng nó đến thì những doanh nghiệp đều fail hết, đều gặp những cái khó khăn rất là lớn. Những doanh nghiệp mà phần mềm nhiều hơn phần cứng thì khi mà mùa Covid đến thì họ vẫn ok. Ở đây chúng tôi muốn liên hệ tới hai cái hình ảnh của hai cái công ty sản xuất. Một cái công ty là sản xuất về máy tính và một công ty là sản xuất phần mềm. Thì khi mà mùa dịch đến thì công ty phần mềm vẫn hoạt động bình thường và nhân viên lúc này họ cho làm việc ở nhà. Nhưng mà công ty mà sản xuất phần cứng thì lúc này mọi người không được đến nhà máy nữa và nó phải thực hiện cái cách ly xã hội. Ở tất cả các quốc gia đều như vậy. Và họ không có khả năng đến nhà máy, họ không được phép đến nhà máy. Và như vậy thì họ sẽ gặp cái khó khăn trong việc tổ chức sản xuất. Chưa nói đến là nguồn nguyên vật liệu, chưa nói đến là thị trường xuất khẩu là phải là thị trường real, tức là thị trường offline thật. Còn những cái doanh nghiệp mà liên quan đến phần mềm, họ rất là ok, là bởi vì là thị trường của họ là thị trường ở trên mạng. Người làm việc thì có thể làm việc ở tại nhà, thậm chí người ta ngồi trong các khu cách ly vẫn làm việc bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cơ cấu cứng và mềm ở đây nó thực sự là có vấn đề và chúng ta cần phải quan tâm đến bài học số 3 này. Bài học thứ 4 đó là lớn thì không chắc đã mạnh. Tất cả các doanh nghiệp lớn thì chưa chắc đã mạnh. Trước đây thì đúng là càng lớn thì càng mạnh. Bởi vì những doanh nghiệp lớn nó có thể tung ra những cái budget, những cái gói tài chính mà nó có thể đè bẹp những cái doanh nghiệp nhỏ. Hoặc là cái truyền thông, các chiến dịch truyền thông. Chúng ta kinh doanh chủ yếu là thông qua việc truyền thông và quảng cáo, làm PR. Thì những doanh nghiệp lớn người ta rất mạnh về tài chính.
chỉ một cái nguồn vay rất nhỏ của họ thôi, hoặc là một cái đầu tư rất nhỏ của họ thôi, họ có thể làm cho các cái hàng ngàn triệu các cái doanh nghiệp nhỏ là điêu đứng luôn. Nhưng mà khi mà trong mùa Covid thì quốc gia lớn, doanh nghiệp lớn chưa chắc đã mạnh, mà mạnh ở đây phải là thứ nhất đó là phải tuân thủ, tức là trên dưới như một, trước sau như một, phải đồng lòng, phải chung sức, phải tuân thủ. Tuân thủ là một điều cực kỳ quan trọng, và nghĩa là tuân thủ theo các quy định, các quy trình, các quy chế, các cái pháp luật hay là các cái ý kiến chỉ đạo của nhà nước hay là của chủ doanh nghiệp, họ tuân thủ. Tuân thủ thì đây là một yếu tố để giúp họ có thể mạnh. Và yếu tố thứ hai đó là phải đoàn kết, và chúng ta cũng nhắc lại cái ý đó là trên dưới một lòng, trước sau như một. Và cái sự đoàn kết này nói theo một cái cách rất là đơn giản của người Nhật, đó là không có nói xấu nhau thì là đã là đoàn kết rồi. Và như vậy thì tạo ra một cái sức mạnh các doanh nghiệp, các quốc gia. Và vừa rồi thì ở Việt Nam chúng ta học được bài học là người dân tuân thủ rất là tốt tất cả những quy định của nhà nước, và chúng ta có một cái sự đoàn kết rất là cao khi mà mùa Covid nó đến và bắt đầu quét qua đất nước của chúng ta. Và như vậy nó tạo cho chúng ta có một cái sức mạnh và chúng ta có thể chiến thắng được dịch bệnh. Tạm thời là chúng ta giai đoạn 1 chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh. Cái bài học thứ 5 mà chúng ta có thể học được đó là tái cấu trúc là một tất yếu. Thông thường một cái doanh nghiệp mà khi chúng ta lập ra thì nó hoạt động thì từ 3 đến 7 năm là đã cần phải tái cấu trúc. Tái cấu trúc ở đây là tái cấu trúc có thể ở nhiều phương diện khác nhau. Tái cấu trúc về tổ chức, bộ máy tổ chức, tái cấu trúc về quy mô, tái cấu trúc về thị trường, tái cấu trúc về cái sản phẩm, và tái cấu trúc về cả chiến lược nữa. Thì đối với các doanh nghiệp từ 3 đến 7 năm là phải tái cấu trúc. Nhưng mà khi chúng ta đang làm ăn được, đang kinh doanh được thì cũng không ai nghĩ đến cái chuyện là chúng ta tái cấu trúc. Và cái câu chuyện tái cấu trúc nó chỉ xảy ra khi mà dịch nó quét qua, thì lúc này chúng ta buộc phải làm cái việc tái cấu trúc. Dịch nó buộc chúng ta phải làm, nhưng thực ra lúc đấy chúng ta cũng không mong muốn là tái cấu trúc, nhưng nó buộc chúng ta phải làm. Và thế là các doanh nghiệp đã tái cấu trúc. Ví dụ như về nhân sự của mình là chúng ta sẽ tập trung vào những nhân sự cốt yếu, những nhân sự mà mang lại doanh số cho doanh nghiệp, những nhân sự mà mang lại tức là cái sự hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Đó. Thì chúng ta bắt đầu tập trung vào các cái nhân sự đó. Và chúng ta tái cấu trúc là chúng ta có thể là thay đổi cái phương thức làm việc, và rất nhiều doanh nghiệp là thay đổi cả cái mặt hàng của mình. Rất nhiều doanh nghiệp ngành may là chúng ta chuyển sang ngành là may khẩu trang và may bảo hộ thôi, bảo hộ mà phòng dịch thôi, dành cho ngành y tế và các cái cơ quan chuyên môn để chống dịch, các cái đội quân chống dịch. Như vậy thì cái doanh số nó không có hề tệ hơn một chút nào hết, nó thậm chí nó còn rất tốt. Và người ta có rất nhiều những cái doanh nghiệp ngành xây dựng, người ta chuyển sang là sản xuất các cái nhà tiền chế để thành lập tổ chức xây dựng những cái trung tâm cách ly hoặc là bệnh viện dã chiến một cách rất là nhanh chóng. Rồi cái hậu cần của ngành dịch, rất nhiều thứ nó liên quan đến cung ứng thức ăn, thực phẩm, tất cả mọi thứ và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa dịch. Thì những cái doanh nghiệp mà thay đổi, tái cấu trúc về mặt hàng của mình, tái cấu trúc về bộ máy của mình, thì những doanh nghiệp này đã rất thành công và nó yêu cầu phải tái cấu trúc nhanh. Và cái câu chuyện mà từ 3 năm, 7 năm từ trước nay chúng ta không có làm, thậm chí có những doanh nghiệp 15 năm rồi chưa tái cấu trúc, thì bây giờ chính là cái giai đoạn họ đã có một cái cơ hội để tái cấu trúc, và chúng ta buộc phải làm điều đó. Bài học thứ 6 mà chúng tôi muốn trao đổi cùng tất cả các anh chị đó là phải tích lũy giá trị. Và đây là một công việc rất là cần. Tích lũy giá trị thì thông thường khi mà chúng ta đang kinh doanh bình thường ấy, thì chúng ta cứ có lời ra được bao nhiêu thì chúng ta, ngoài cái chuyện là để duy trì bộ máy, trả lương thứ, thì chúng ta thường là lại tái đầu tư. Và tái đầu tư thì chúng ta lại phát triển theo chiều rộng. Tái đầu tư chúng ta cũng có thể phát triển theo chiều rộng, nhưng mà về cơ bản đây là một trong những hoạt động mà để phải có một thời gian độ trễ thì chúng ta mới thu hồi được nguồn vốn. Thế những cái doanh nghiệp mà vừa mới thực hiện tái đầu tư xong mà công trình đang dang dở, mà khi mà dịch đến thì chúng ta gặp khó khăn vô cùng to lớn, bởi vì là có thể là bị phá sản luôn, có thể bị gặp những cái khủng hoảng mà không thể gượng dậy được. Thì còn những cái doanh nghiệp mà người ta có tức là tích lũy giá trị trước đó, thì bây giờ là giai đoạn họ có thể là lấy
cái phần mà chúng tôi hay nói đùa đó là lương khô ra, lấy cái nguồn dự trữ của mình ra để mà thoát được cái mùa dịch, trải qua được mùa dịch một cách rất là nhẹ nhàng. Ở đây chúng ta cũng không nên tập trung riêng vào cái gọi là tích lũy giá trị mang tính là vốn hoặc là tài sản, đất đai, cái đó đương nhiên là cần rồi. Và bên cạnh đó nó cần phải có những cái tích lũy giá trị có liên quan đến là trí tuệ, liên quan đến kiến thức, kỹ năng, những cái mà gọi là chuyên môn của mình. Cho nên những cái doanh nghiệp mà đầu tư cho cái việc đào tạo một cách đều đặn để tích lũy giá trị về mặt kiến thức và kỹ năng, thì đến mùa dịch thì đấy là lúc họ bắt đầu lấy ra những cái phần mà họ đã tích lũy từ trước để họ sử dụng. Và lúc này thì chúng ta thấy rằng là rất là ok. Bài học thứ 7 là chúng ta học được đó là chuyển đổi số là tất yếu. Trước đây ấy, thì chuyển đổi số ấy, thì chúng ta chỉ nói đến câu chuyện ở các hội thảo. Doanh nghiệp nào chuyển thì vẫn chuyển, và những doanh nghiệp nào không chuyển thì cũng chẳng chuyển gì cả. Và chúng ta cũng thấy là 4.0 là nói ở đâu chứ còn nó can hệ gì đến chúng ta. Ngoại trừ một số doanh nghiệp rất là cấp tiến thì họ đã chạy trước và họ đã thực hiện cái việc chuyển đổi số. Nhân sự người ta có thể thu gọn lại, đặc biệt là những nhân sự liên quan đến là gián tiếp bán hàng, gián tiếp kinh doanh, gián tiếp sản xuất, thì người ta thu gọn lại để người ta tập trung cái phần tinh vào cho chính cái đội ngũ bán hàng, cái đội ngũ mà nghiên cứu chiến lược, đội ngũ mà nghiên cứu phát triển thị trường. Thì cái điều này rất là thành công. Một số doanh nghiệp của chúng ta bán về máy tính, bán điện thoại thì đó là những cái tấm gương, và thậm chí cái người mà quản trị nhân sự ở những doanh nghiệp đó, cái đội ngũ trước đây là khoảng 6-70 người thì bây giờ nó co xuống còn 2 người, và thậm chí có những doanh nghiệp là chỉ còn có 1 người để mà quản trị nhân sự, về tất cả mọi thứ đều chuyển đổi số được rồi. Và nó gần như là một cái gọi là một cái thông điệp, một cái mệnh lệnh là chuyển đổi số hay là chết. Bài học thứ 8 là thông qua cái mùa dịch Covid này thì chúng ta thấy là lộ nguyên hình là cái hoạt động marketing cũng như là hoạt động bán hàng nó đã trở nên rất là khác, bởi vì cái người tiêu dùng của chúng ta ngày hôm nay đã trở thành người tiêu dùng mới mất rồi. Và như vậy thì các anh chị thấy là cái dấu hiệu là convert training, convert governor là nó đã là một cái mà hiện thực rồi. Ngày hôm nay chúng ta không phải là dạy cho con cái, mà hầu hết con cái lại dạy cho chúng ta rất nhiều thứ. Chúng ta chỉ dạy cho con cái về tầm nhìn, dạy cho con cái về triết lý sống, dạy cho con cái về cách ứng xử, cư xử và rèn luyện đạo đức. Còn về cơ bản những thứ còn lại là con cái sẽ dạy cho chúng ta. Các anh chị cần bất cứ một cái chức năng ứng dụng gì trên smartphone cho quản lý, cho học hành, cho giải trí, thì người các anh chị hỏi không phải là ba mẹ của các anh chị, mà người các anh chị hỏi chính là các con của các anh chị, chính là cháu của các anh chị, cháu chắt của các anh chị. Thì chính ngày hôm nay nó đã là cái quá trình là convert training, tức là mọi thứ nó bắt đầu đảo chiều. Và chúng ta cũng thấy là marketing và bán hàng ngày hôm nay đã rất khác rồi. Marketing và bán hàng ngày hôm nay nó tập trung vào 4 cái hộp chính. Cái hộp thứ nhất đó chính là thu hút khách hàng. Hộp thứ hai đó chính là educate cho khách hàng. Hộp thứ ba đó chính là hộp engagement, tức là gắn kết khách hàng. Và hộp thứ tư đó chính là tạo ra cái hiệu ứng trên cả sự mong đợi, viết tắt và đó wow, tức là một cái trạng thái trải nghiệm trên sự mong đợi dành cho khách hàng. Và cái việc bán chỉ là một điểm nhỏ nằm ở giữa, tức là engagement và wow thôi. Và như vậy chúng ta thấy là cái hoạt động marketing ngày hôm nay nó đã rất khác. Nó thực hiện ở trên online, nó ở trên internet. Nó dùng các cái mạng xã hội, các cái cộng đồng, fanpage, rồi là website, Facebook, LinkedIn, Twitter, dùng tất cả những cái công cụ đấy làm đầu hút, và nó hút khách hàng vào. Và sau đó thì qua một quá trình nhào nặn từ educate, engagement và cuối cùng tạo ra hiệu ứng wow. Và quy trình này thì chúng tôi sẽ trình bày kỹ ở trong một cái chương trình thuật bán hàng đỉnh cao. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến là cách làm marketing, cách sell đã rất khác trước đây. Marketing ngày hôm nay có một đặc điểm là nhờ cái sự tác động của công nghệ thông tin thì người ta có thể làm marketing đến từng cá nhân, đến tận từng cá nhân, chứ không phải như trước đây là chúng ta làm các chiến dịch marketing để tạo ra một số đơn lớn, để từ đó chúng ta suy ra là thị trường này đang cần cái gì, thị trường này đang phản ứng ra sao,
mà ngày hôm nay chúng ta có thể là lấy được kết quả đó từ Big Data. Và cái này Big Data nó lại lấy dữ liệu của từng cá nhân, cho nên chúng ta có thể marketing trên từng cá nhân. Và cái độ chính xác của marketing là rất cao. Là một cái xu hướng mà không thể nào cưỡng lại được nữa, đó là automation, tức là tự động hóa trong marketing và online trong marketing và bán hàng. Và cái bài học thứ 9 chúng ta học được đó là các doanh nghiệp có văn hóa mạnh đã xây dựng và hình thành văn hóa chuẩn mực. Những doanh nghiệp này vẫn cứ còn tồn tại qua mùa dịch mà nó không hề bị ảnh hưởng. Thậm chí đội ngũ của họ có thể tăng lên, đội ngũ của họ có thể trở nên chất lượng hơn trước. Và ở đây chúng ta thấy là những giá trị cốt lõi được phát huy. Cái tầm nhìn và sứ mạng mà chúng ta tạo ra bằng phương pháp, tức là tầm nhìn sứ mạng nhìn thấy đấy, thật đấy, thì nó được phát huy. Và những cái quy tắc ứng xử ở trong này nó được phát huy. Những cái văn hóa giao tiếp bắt đầu nó được thực hiện. Các chuẩn mực đạo đức bắt đầu nó có giá trị của nó ở trong cái giai đoạn mùa dịch. Vậy thì chúng ta có thể khẳng định rằng là làm văn hóa doanh nghiệp đó là một công việc mà chúng ta cần phải quan tâm. Bài học thứ 10 mà chúng ta học được là sáng tạo của nhà lãnh đạo, của nhà quản trị. Đó là một quyền năng mà quyền năng này người máy không thể lấy đi được của chúng ta. Người máy có thể thay thế chúng ta làm rất nhiều việc khác liên quan đến quản trị, kể cả là ra quyết định cũng là người máy có thể làm được. Thế nhưng riêng cái quyền năng về sáng tạo thì người máy sẽ không lấy được của chúng ta. Và cái này nó là đặc ân dành cho con người. Cho nên nói như Claudia Schwab, tức là chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông đã nói rằng là có hai cái quyền năng tối hậu người máy sẽ không thể nào mà xâm nhập vào lãnh địa đó. Thì đó chính là xây dựng và xác lập được thành công và điều hành doanh nghiệp bằng văn hóa doanh nghiệp. Và cái điều thứ hai đó chính là khả năng sáng tạo của nhà lãnh đạo. Và khả năng sáng tạo của nhà lãnh đạo nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được những cái hoạt động trên nền tảng các cái ứng dụng sẵn có. Tôi chỉ nói ví dụ như là nền tảng sẵn có của chúng ta, đó là chúng ta có nền tảng về hội nghị truyền hình, chúng ta hay gọi là video conference, và chúng ta có thể thực hiện các cái cuộc hội thảo từ xa, hội thảo online, Google Meet, Microsoft Teams, tất cả những công cụ đấy là rất là tuyệt vời. Nhưng mà cách để chúng ta ứng dụng nó như thế nào thì nó đòi hỏi cái nhà lãnh đạo và cái nhà quản trị phải có một khả năng sáng tạo. Zoom nó thiết kế ra là ban đầu chỉ để họp thôi, nhưng mà chúng ta có thể dùng Zoom để chúng ta thực hiện các chương trình đào tạo với sự thuyết trình rất là sinh động, trực quan, âm thanh, ánh sáng đầy đủ, tất cả mọi thứ. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta ứng dụng được Zoom. Ví dụ như chúng tôi đang thực hiện ở đây một cái video clip như thế này, thì chúng ta nếu bình thường chúng ta cần phải có một trường quay, chúng ta cần phải thực hiện camera, các cái góc camera, rồi thực hiện có một cái hệ thống. Nhưng mà đây chúng ta có thể thực hiện một cái công việc như thế này với một cái ý tưởng mà vừa nghĩ ra, là chúng ta sẽ làm một cái clip để tặng cho các bạn, những người mà đang theo dõi chương trình này, để các bạn thấy có một cái hữu dụng và các bạn thấy học được những cái bài học từ Covid. Chúng tôi tổng hợp lại thông qua rất nhiều những cái buổi hội thảo, những cái chương trình, thì người ta đều nói lên là chúng tôi học được cái này, chúng tôi học được cái kia, thì thông qua cái chương trình này chúng tôi tặng cho các bạn, và đây chính là một cái giá trị. Vậy thì để tạo ra những thứ như thế này thì cần chúng ta phải có một cái khả năng sáng tạo. Và khả năng sáng tạo là có thể dành cho Thượng Đế, dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có khả năng sáng tạo. Chỉ có điều chúng ta có tin là mình có khả năng sáng tạo và mình có sẵn sàng để sáng tạo hay không mà thôi. Thì đó chính là bài học thứ 10. Cho nên phương pháp và công cụ của chúng ta nó cũng đã rất thay đổi. Và nói đến đây thì tôi xin một lần nữa được cảm ơn ông Tony Buzan đã tạo ra một cái công cụ bản đồ tư duy rất là tuyệt vời như thế này. Và tôi cũng xin được cảm ơn cái chương trình bản đồ tư duy trọn đời với trên 200 cái ứng dụng của bản đồ tư duy, giúp cho các nhà quản trị, các nhà lãnh đạo chúng ta có thể làm việc một cách rất là khoa học, thuận tiện, đơn giản, vui thích, nhưng mà lại vẫn có khả năng sáng tạo ở trong đó. Hơn 200 ứng dụng đó dành cho các nhà quản trị, dành cho các bậc cha mẹ, dành cho những người học sinh, sinh viên và các nhà nghiên cứu. Chúng ta khi mà có bản đồ tư duy như vậy thì đúng là học vui hơn, làm chất hơn và sống đã hơn. Một lần nữa tôi cũng xin được cảm ơn chương trình bản đồ tư duy trọn đời đã có cái công cụ này để chúng ta có thể ứng dụng trong việc thuyết trình, giảng dạy cũng như là quản trị của mình. Bây giờ thì tôi xin một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn. Món quà mà chúng tôi tặng cho các bạn 10 cái bài học từ Covid, đó chỉ là những tổng hợp
những suy nghĩ từ góc độ của chúng tôi. Tôi tin rằng còn nhiều cái bài học chúng ta học được từ COVID nữa. Với cái phần đóng góp này thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng, và chúng ta sẽ học được bài học rồi thì chúng ta hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị và để đối phó với những cái đợt khó khăn mới, những cái cuộc khủng hoảng mới, có thể là đến từ dịch bệnh nhưng cũng có thể nó đến từ những cái lĩnh vực khác, nó đến từ kinh tế, nó đến từ các vấn đề liên quan đến chính sách, vân vân. Và như vậy thì chúng ta sẽ chắc chắn là vẫn cứ thành công. Một lời nhắn nhủ cuối cùng, tôi muốn dùng câu nói của Billy Lim, đó là trong cuộc sống và trong kinh doanh, bạn hãy sẵn sàng để thất bại, nhưng mà bạn cũng cần phải sẵn sàng để gượng dậy và đứng dậy, và bạn phải sẵn sàng để học hỏi, và bạn phải sẵn sàng bước tiếp để cuối cùng chúng ta sẽ sẵn sàng để mà thành công. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn đã quan tâm chú ý đến cái chương trình này. Chúng tôi hy vọng rằng cái chương trình này sẽ hữu ích, các anh chị sẽ ứng dụng một vài điều ở trong này cho công việc, cuộc sống của mình và đặc biệt là cho doanh nghiệp của mình. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.